Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình của Ủy ban dân thị xã về điều chỉnh, bãi bỏ và đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thị xã đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã trên địa bàn thị xã năm 2024 và thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024. Khuyến cáo của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về phòng chống bệnh thời điểm giao mùa. Bản tin an toàn giao thông, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thị xã từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 3, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã về điều chỉnh bãi bỏ và đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thị xã. Ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã và ông Nguyễn Quốc Đạt, ủy viên Ban Thường vụ thị ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, đồng chủ trì hội nghị. Tham dự kỳ họp có ông Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực thị ủy, Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các ông bà trong ban thường vụ thị ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, ông Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, thông qua các tờ trình gồm: điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn do thị xã quản lý đợt 3, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý đợt 1. Bãi bỏ nghị quyết số 346NQ/HDNC ngày 22 tháng 12 năm 2023 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Hải Lĩnh, Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ 1A đến khu công nghiệp số 17 quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông từ quốc lộ 1A đi khu công nghiệp số 20 phường Hải Lĩnh và xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nghĩa Trang Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ Đồng Lách, xã Tân Trường đi khu công nghiệp số 14. Quyết định chủ trương đầu tư khu tái định cư số 1 tại xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. Phục vụ giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp số 20, khu kinh tế Nghi Sơn quyết định chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư phường Nguyên Bình phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 17, quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng nghĩa trang nhân dân tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư xã Phú Lâm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư xã Tùng Lâm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư xã Phú Lâm phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu công nghiệp Đồng Vàng tại khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Ông Đinh Văn Minh, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Tổ chức thị ủy, trưởng ban Kinh tế xã hội, Hội đồng nhân dân thị xã, báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã. Với tinh thần khách quan, dân chủ các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã trình tại kỳ họp. Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trình Hội đồng nhân dân thị xã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Khắc Đạo, nguyên trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và ông Đỗ Xuân Cường, nguyên trưởng phòng quản lý đô thị nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Cường, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đã thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Khắc Đạo và ông Đỗ Xuân Cường, đồng thời bầu ông Lê Anh Cường, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội thị xã, làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau một buổi làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đã hoàn thành các nội dung đề ra. Thay mặt Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Trịnh Xuân Phú, tỉnh Ủy viên, Bí thư thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã bế mạc kỳ họp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thị xã, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, theo phương châm, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, sau một thời gian làm việc, kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 20 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra trên cơ sở xem xét các tờ trình của ủy ban nhân dân thị xã báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng nhân dân thị xã các vị đại biểu đã thảo luận thống nhất cao thông qua 15 nghị quyết quan trọng các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đã bám sát chủ trương của thị ủy tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của trung ương của tỉnh vào điều kiện thực tế của thị xã để kịp thời triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã năm 2024 và những năm tiếp theo. Cũng tại kỳ họp, căn cứ nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, theo đề nghị của tỉnh ủy ban dân thị xã, hội đồng nhân dân thị xã đã tiến hành miễn nhiệm và bổ bổ sung chức danh ủy viên ủy ban dân thị xã với biểu quyết và số phiếu tín nhiệm cao. Ngay sau kỳ họp, hội đồng nhân dân thị xã đề nghị ủy ban nhân dân thị xã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đã được hội đồng nhân dân xã thông qua để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và uh, triển khai có hiệu quả thứ nhất là tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đầu tư công tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tiến độ thi công tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt về đất đai tài nguyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các uh, chủ đầu tư các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. À, thứ hai là căn cứ vào chương trình công tác năm đề nghị thường trực hội đồng dân thị xã, các ban hội đồng dân thị xã, các tổ đại biểu và đại biểu hội đồng dân thị xã tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết được hội đồng dân thị xã thông qua được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị để giả soát kịp thời kiến nghị sửa đổi các nghị quyết không còn phù hợp hiệu quả không cao tích cực tôn đốc giám sát việc thực hiện giải quyết kịp thời thấu đáo các kiến nghị của cử tri để xứng đáng với sự tin tưởng kỳ vọng của cử tri và nhân dân thị xã kính thưa kỳ họp kỳ họp chuyên đề của hội đồng nhân dân thị xã đã thành công tốt đẹp hoàn thành theo chương trình đề ra các vị đại biểu hội đồng nhân dân thị xã đã phát huy trách nhiệm dân chủ tập trung thảo luận và thống nhất cao trong biểu quyết thông qua các nghị quyết trình kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã, tôi xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý dự kỳ họp. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã, cử tri và nhân dân thị xã sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin phép được tuyên bố bế mạc kỳ họp. Thứ 13 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã trên địa bàn thị xã năm 2024 và thông qua sự thảo kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024. Sự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng trạm y tế các xã phường. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Thực hiện quyết định số 1.300 ngày 9 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Quyết định số 1453 ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính quyết định số 1.300 ngày 9 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, kế hoạch số 73 ngày 31 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Theo đó, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn thành lập đoàn kiểm tra giám sát chỉ đạo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 tại 13 xã phường Phú Lâm, Phú Sơn, Hải Ninh, Thanh Thủy, Tân Sơn, Các Sơn, Hải Lĩnh, Hải Châu, Ninh Hải, Trường Lâm, Định Hải, Hải Nhân và Thanh Sơn. Qua đánh giá, các xã phường đạt điểm thấp nhất 60 trên 100 điểm, cao nhất 75 trên 100 và 13 trên 13 xã phường được đánh giá đều chưa đạt bộ tiêu chí. Nguyên nhân do chưa bố trí được nhân viên y tế thôn, trạm y tế chưa đủ 100% danh mục trang thiết bị y tế theo quy định. Chất lượng nước sinh hoạt chưa đạt theo quy chuẩn. Chất thải y tế chưa được thu gom xử lý theo quy định. Trang thiết bị thuốc chưa đủ theo danh mục theo quy định. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao. Hội nghị cũng đã nghe đại diện lãnh đạo phòng lao động thương minh và xã hội thị xã thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Dự án chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thị xã tổng kinh phí dự kiến là 350 tỷ, 249 triệu đồng. Trong đó ngân sách trung ương phân bổ hỗ trợ của tỉnh là 247 tỷ 443 triệu đồng, ngân sách địa phương 2 tỷ 806 triệu đồng và sự tham gia ngày công vật tư của người dân, của cộng đồng, vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, của các tổ chức người dân. Huy động từ các nguồn lực hợp pháp khác, với các dự án được triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn bản đặc biệt khó khăn miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình. Phân đấu trong năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5% trở lên, tương ứng toàn thị xã, giảm 1.072 hộ nghèo, từ 1.478 hộ nghèo, tỷ lệ 2,06% xuống còn 406 hộ nghèo, tỷ lệ 0,56%. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để phân đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã trên địa bàn thị xã năm 2024. Đối với thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã trên địa bàn thị xã năm 2024, đồng chí đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thị xã được phân công phải tập trung chỉ đạo các ngành đơn vị các xã phường thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa bàn được phân công định kỳ báo cáo kết quả về trường ban chỉ đạo để theo dõi chỉ đạo giao ngành y tế gồm văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân trung tâm y tế thị xã bệnh viện đa khoa khu vực nghi sơn và hội đồng y hướng dẫn chi tiết cho các xã phường trạm y tế các xã phường và các đơn vị liên quan để thực hiện có hiệu quả 10 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo quyết định 1300 của bộ y tế và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thị xã về các tiêu chí được giao. Đề nghị ủy ban nhân dân các xã phường tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn theo kế hoạch của ủy ban nhân dân thị xã và kế hoạch của ủy ban nhân dân các xã phường và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện bộ tiêu chí quốc gia trên địa bàn. Đồng chí giao nhiệm vụ cho đảng ủy, ủy ban nhân dân 13 xã phường gồm Phú Lâm, Phú Sơn, Hải Ninh, Thanh Thủy, Tân Dân các Sơn Hải Lĩnh, Hải Châu, Hải Ninh, Trường Lâm, Định Hải, Hải Nhân và Thanh Sơn gửi hồ sơ đề nghị công nhận đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã về Ủy ban nhân dân thị xã qua văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân để thẩm định vào cuối tháng 3 năm 2024. Trong tháng 4 năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã tiến hành thẩm định hồ sơ. Tháng 5, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và trong tháng 8 năm 2024 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phường, gồm Bình Minh, Hải Thanh, Hải Bình, Hải Thượng và Tân Trường, nộp hồ sơ về Ủy ban Nhân dân thị xã thẩm định trong tháng 9. Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ. Đến tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ gửi hồ sơ ra Ủy ban Nhân dân tỉnh trình thẩm định. Các xã phường còn lại tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong tháng 12 năm 2024, gửi hồ sơ về Ủy ban Nhân dân thị xã và sang đầu năm 2025 Ủy ban nhân dân thị xã tiến hành thẩm định tại các xã phường còn lại. Sau khi thẩm định xong, Ủy ban nhân dân thị xã gửi hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và công nhận. Đối với kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2024, đồng chí đề nghị các thành viên ban giảm nghèo thị xã được phân công bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giảm nghèo tại các xã phường và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về kết quả chỉ đạo các xã phường được phân công phụ trách công tác giảm nghèo. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, giao phòng Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan thường trực làm tốt công tác tham mưu theo dõi, báo cáo định kỳ thực hiện kế hoạch giảm nghèo tại các xã phường để tổng hợp báo cáo thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn. Theo phân kỳ đầu tư, khu công nghiệp số 20 với ưu thế về vị trí địa lý, sự quan tâm của nhà đầu tư đang được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện trước. Hiện nay, thị xã Nghi Sơn đã được tỉnh Thanh Hóa giao làm chủ đầu tư 4 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20. Trong đó khu tái định cư số 1 tại xã Các Sơn có diện tích là 3,5 hecta, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 100 hộ dân xã Các Sơn nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 4, thực hiện đầu tư xây dựng khu công nghiệp số 20. Dự án đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất thực hiện đầu tư từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có các mục tiêu cho địa phương. Khu tái định cư số 2 có diện tích 7 hecta tại xã Các Sơn và khu tái định cư số 3 diện tích 3 hecta tại xã Anh Sơn cũng đã được quyết định phân bổ trên cơ sở nguồn vốn được hỗ trợ của tỉnh cho thị xã Nghi Sơn để đầu tư các khu tái định cư. Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn đã giao cho các phòng, ban chuyên môn, tổ chức lập, thẩm định và đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án khu tái định cư số 2 tại xã Các Sơn được quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 366 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn với diện tích xây dựng khoảng 7 hecta, tổng mức đầu tư là 76,8 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 180 hộ dân các thôn Song, Đông và Liên Sơn, xã Các Sơn. Dự án khu tái định cư số 3 tại xã Anh Sơn cũng đã được quyết định chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 365 ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn với diện tích xây dựng khoảng 3 hectare, tổng mức đầu tư là 34,3 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 60 hộ dân xã Anh Sơn. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn là đại diện chủ đầu tư, đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 cho hai khu tái định cư trên để phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự kiến công tác chuẩn bị đầu tư và bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2024 để triển khai khởi công xây dựng công trình trong quý 4 năm 2024. Sau khi hai khu tái định cư này được xây dựng hoàn thành sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tái định cư cho khoảng 70 hộ dân xã Cát Sơn và 57 hộ dân xã Anh Sơn nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, diện tích 142,2 hectare thực hiện đầu tư xây dựng khu công nghiệp số 20 theo phân kỳ đầu tư. Phần diện tích ở tái định cư còn lại sẽ được bố trí cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở trong giai đoạn tiếp theo của dự án. Theo Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn, khu tái định cư số 4 cũng đang được nghiên cứu đầu tư xây dựng tại xã Cát Sơn. Khu tái định cư này có diện tích 19 hecta thuộc cánh đồng thôn thống nhất xã Cát Sơn, phục vụ tái định cư cho khoảng 622 hộ dân các thôn Song, Đông, Liên Sơn, xã Cát Sơn, thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng giai đoạn 3 và giai đoạn 4 phân kỳ đầu tư khu công nghiệp số 20. Hiện nay, khu đất này đang là đất nông nghiệp thuộc quy hoạch phân khu sinh thái ST01 đang được Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp thực hiện lập quy hoạch phân khu. Sau khi quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn được điều chỉnh, quy hoạch phân khu sinh thái ST01 được phê duyệt và được bố trí vốn. Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn sẽ thực hiện các bước đầu tư xây dựng khu tái định cư theo quy định. Để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng khu tái định cư số 4 tại xã Cát Sơn, Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng các sở, ngành sớm nghiên cứu tham mưu Ủy ban dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Nghi Sơn và cập nhật chức năng sử dụng đất khu tái định cư số 4. Trong quá trình lập quy hoạch phân khu sinh thái FT-01, cùng với đó, việc công bố quy hoạch phân khu sinh thái FT-01 cũng là cơ sở để thị xã Nghi Sơn tiến hành quy hoạch vị trí các công trình hạ tầng xã hội hoàn trả thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20. Được biết, khu công nghiệp số 20 nằm ở phía đông bắc khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc địa phận các xã Anh Sơn và Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, cách cả Nghi Sơn khoảng 17 km giáp với khu công nghiệp số 21. Đây là khu công nghiệp tập trung đa ngành gồm công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, tổng kho đông lạnh. Do nằm ở vị trí phía bắc khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp số 20 được hưởng những lợi thế tốt nhất về hạ tầng, hiện đại và những dịch vụ hỗ trợ đi kèm, thuận lợi chuyển giao qua các dòng sản phẩm, phục vụ sản xuất kinh doanh và đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu. Diện tích theo quy hoạch khu công nghiệp là 786,78 ha. Trong đó, phần diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 604 ha, tổng số hộ khoảng 870 hộ với 4690 nhân khẩu. Việc triển khai giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 20 thành công là bước đầu tiên nhằm thực hiện hóa đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn. Việc thực hiện đề án này kỳ vọng sẽ tạo một cuộc cách mạng nhằm lột xác hạ tầng khu công nghiệp, thúc đẩy thu hút các dự án đầu tư có chất lượng vào khu kinh tế Nghi Sơn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình bệnh dại động vật trên cả nước đang diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Với tổng đàn chó mèo lớn, Thanh Hóa đã và đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dại động vật, trong đó tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo. Thông tin từ Cục Thú Y, từ đầu năm 2024 đến nay ghi nhận 45 ổ bệnh dại trên động vật tại 22 tỉnh, thành phố, tăng 6 ca và tăng gấp đôi số tỉnh, thành phố có dịch so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều ổ dịch liên tiếp bùng phát và chưa có dấu hiệu dừng lại. Là một trong những địa phương có tổng đàn chó mèo lớn những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Thanh Hóa đã xảy ra 3 ổ bệnh dại trên động vật, làm chết 2 người và 86 người bị phơi nhiễm. Tuy nhiên, tại các địa phương, công tác quản lý đàn chó mèo chưa được chặt chẽ, tình trạng chó thả rông nơi công cộng không rõ mõm, xích, không có người dắt còn phổ biến. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về nuôi chó mèo và phòng chống bệnh dại, tiêm phòng vaccine còn hạn chế. Việc kinh doanh vận chuyển chó mèo từ địa phương khác ra vào địa bàn tỉnh khó kiểm soát, công tác thống kê, số lượng đàn tại các địa phương chưa chính xác. Mặc dù Thanh Hóa là một trong 10 tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm phòng vaccine dẫn đầu cả nước đạt trên 70%, nhưng việc tiêm phòng vẫn chưa triệt để, nhiều địa phương đạt thấp và chưa đồng đều. Người dân còn thờ ơ trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại nên đã xảy ra nhiều trường hợp tử vong đáng tiếc. Thực hiện năm cao điểm tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó, mèo và duy trì liên tục trong 3 năm để kiểm soát bệnh. Các địa phương trên địa bàn tỉnh cần ra soát chính xác số lượng chó, mèo để xây dựng phương án tiêm phòng đảm bảo đạt 100% diện tiêm. Bên cạnh đó, thời gian tiêm phòng phải đảm bảo theo đúng kế hoạch, căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức các ngày cao điểm thực hiện tiêm phòng triệt đề, dứt điểm, tránh kéo dài, nhất là khi thời tiết chuyển sang mùa nắng nóng, mưa bão đồng thời cần chủ động kế hoạch bố trí kinh phí chuẩn bị vaccine hóa chất vật tư thiết bị hỗ trợ cho công tác tiêm phòng và kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắt nhất là đối với các huyện miền núi thường gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêm phòng vaccine bệnh dạy cho đàn chó mèo nói riêng các loại vaccine gia súc gia cầm nói chung trong quá trình tiêm cán bộ thú y nên chủ động theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện những diễn biến bất thường của động vật Bên cạnh những giải pháp về thực hiện công tác tiêm phòng vaccine bệnh dại, các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, nhất là khu vực nông thôn và đối tượng trẻ em về tính chất nguy hiểm, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh dại. Các quy định về quản lý chó, không để chó chạy rông, khi đưa chó ra ngoài cần thực hiện nghiêm, việc đeo rọ mõm và có người dắt. Mặt khác, phân công lực lượng tăng cường giám sát đến tận hộ dân, thôn, bản, tổ dân phố phát hiện sớm bệnh dại trên động vật để có biện pháp xử lý, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh kịp thời. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc triển khai thực hiện giải báo chí về xây dựng đảng Búa liềm Vàng năm 2024. Kính gửi Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã, Đảng ủy các xã phường, các đảng ủy trị ủy cơ quan trực thuộc, Ngày 1 tháng 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 123 về tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo kế hoạch, thời gian tác phẩm dự giải được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Để thu hút đông đảo cán bộ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của cơ quan báo đài trên địa bàn thị xã hưởng ứng tham gia viết, sáng tác các tác phẩm, tham dự giải, đồng thời thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban thường vụ thị ủy yêu cầu các đảng ủy, trị ủy trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị thị xã, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Bám sát thể lệ giải, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên, đoàn viên và hội viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về giải báo chí, về xây dựng đảng Búa Liềm Vàng năm 2024, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của công tác xây dựng đảng, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cán bộ đảng viên và nhân dân, góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, củng cố tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tiếp tục thu hút sự quan tâm hưởng ứng tích cực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên trên địa bàn thị xã về xây dựng Đảng, chủ động định hướng lựa chọn các nội dung mới, vấn đề khó, những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, bám sát thực tiễn sinh động, sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thị xã. Trong đó, tập trung vào các nội dung trên các mặt xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng chống tham nhũng với 8 nội dung trọng tâm. 1. Về công tác tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các chủ trương của Đảng, nhất là kết luận số 21 KLTU của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng trình đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 69 QDTU về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm, quy định 131 QDTU về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm toán, quy định số 132 QDTU về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thi hành án. 2. Về tình hình kết quả nổi bật, những giải pháp để mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 3. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, đặc biệt là nghị quyết số 21 NQTU hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28 NQTU hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. 4 việc thực hiện nghị quyết số 58 NQTU ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 26 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thị xã trong 5 năm Giai đoạn 2021-2025, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025. 5. Những thành tựu căn bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch theo tinh thần nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12, tích cực đấu tranh chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển quê hương đất nước và hội nhập quốc tế. 6. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện kết luận số 01 KLTU của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đề mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân. 7. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với việc thực hiện chương trình hành động số 26. Ngày 14 tháng 1 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 14 KLTU của Bộ Chính trị về chủ trương khuyên khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Kết luận số 934 KLTU ngày 5 tháng 9 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. 8. Tuyên truyền tập thể tổ chức đảng tiêu biểu, gương cán bộ, đảng viên điển hình, những cách làm hay sáng tạo hiệu quả về công tác xây dựng đảng ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh và thị xã. Kèm theo thể lệ giải báo chí về xây dựng đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024. 2. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng ngành liên quan đăng tải đầy đủ thể lệ giải và các thông tin liên quan tới giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024 trên website cổng thông tin điện tử của thị xã và của các xã phường cơ quan đơn vị. Đồng thời giao chỉ tiêu để phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia viết sáng tác các tác phẩm tham dự giải. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch bám sát thực tiễn, lựa chọn những kết quả nổi bật về công tác xây dựng đảng trên địa bàn thị xã, biên tập ít nhất một phóng sự có chất lượng, đảm bảo, thể lệ, cuộc thi đăng tải, phát sóng để tham dự giải. 3. Ba, sao Ban tuyên giáo thị ủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã, thẩm định lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để gửi tham gia dự giải báo chí về xây dựng đảng mang tên Búa Liệp Vàng, tỉnh Thanh Hóa năm 2024 các tác phẩm dự thi của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thị xã gửi về Ban tuyên giáo thị ủy trước ngày 10 tháng 10 năm 2024. Nhận được công văn này yêu cầu các đảng ủy, trị ủy trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, thị xã, các đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Thay mặt Ban thường vụ, Phó Bí thư thường trực thị ủy Trương Bá Duyên. thưa quý vị và các bạn thời tiết chuyển mùa thường tạo nên sự thay đổi về môi trường nhiệt độ độ ẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người làm tăng nguy cơ mắc bệnh đặc biệt là đối với những người có sức khỏe yếu sức đề kháng giảm hoặc không thích nghi kịp sẽ bị nhiễm bệnh như trẻ nhỏ người già phụ nữ mang thai đồng thời đây cũng là điều kiện môi trường thuận lợi cho các mầm bệnh là virus vi khuẩn phát triển và lây lan gây nên các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản viêm phổi cảm cúm, sởi, thủy đậu, ho gà. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, người dân cần quan tâm, chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Văn Long, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo: Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi liên tục trong ngày, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại virus, vi khuẩn phát triển và gây bệnh các bệnh thường gặp trong giai đoạn chuyển mùa xuân hè như là cúm, thủy đậu, quay bị, sởi, bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não Nhật Bản, bệnh viêm màng não, do não mô cầu. Và đặc điểm của giai đoạn chuyển mùa xuân hè năm nay gia tăng các trường hợp mắc bệnh hô gà cũng như là các ca tử vong do bệnh dại. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh trong mùa xuân hè, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn có một số khuyến cáo với người dân như sau. Thứ nhất là về chế độ ăn uống để đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với từng độ tuổi, thực phẩm được chế biến đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm ăn chín, uống chín. Thứ hai, thực hiện tốt vệ sinh giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thứ ba, thực hiện tốt vệ sinh nhà cửa thông thoáng, vệ sinh lớp học, công sở bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Thứ tư là thực hiện tiêm chủng đầy đủ các vaccine phòng bệnh các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng tháng tại các trạm y tế xã phường và chủ động đi tiêm các vaccine dịch vụ tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Thứ năm, đối với những trường hợp bị động vật cắn cào cần phải được xử lý dưới vòi nước, rửa dưới vòi nước bằng xà phòng và đến các cơ sở tiêm chủng để được khám, tư vấn và tiêm vaccine phòng bệnh dạy kịp thời. Thứ sáu, là khi có triệu chứng bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà, tránh bệnh diễn biến nặng và có nguy cơ tử vong. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 3 Đội cảnh sát giao thông công an thị xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 227 trường hợp, vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp thu ngân sách nhà nước 373 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp, tạm giữ 46 phương tiện, trong đó chủ yếu là các lỗi vi phạm nồng độ cồn với 26 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 52 trường hợp, xe chở hàng quá tải, vượt quá chiều dài cho phép và rơi vãi 20 trường hợp phạt nguội 34 trường hợp. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông công an thị xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, thực hiện việc đăng ký mới, đăng ký sang tên 29 ô tô và 52 mô tô đúng quy định. Trong tuần, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bị thương hai người, hư hỏng một xe mô tô thông báo chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, đa khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.600 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 18006928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé. Thông báo thuốc FPT Long Châu chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, đa khoa tỉnh cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.600 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 18006928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghệ Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.